Pú gia lầy bâng, pú gia muôn. Ai ếp sống lu, trắng chếp trầm. Ông phù lạc trắng khổ, sáng ai ếm trắng khổ. Lũ chi bay hơn phùa em nở chép khó sáng bà năm ta chẳng khôm xứ nguồn coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nở lâu kê ai nhà kín lại bầu mi lũ dù nặng ai em mù mà bết cây nhà tành ai tô khó gian phú dàn già lu ngài lu nhìn em nhang long lầy lu bao lầy ngoài nà lên ính mo ải chết năm ta phố mùa lón lại ca khay bay nỡ phố mía thở coi bứng lè căn muôn chờ phú già chết chờ ai em lu bầy hương phú bay hương phùa em nở chép khó sáng bà năm ta chẳng khôn xứ nguồn coi dù em nở bia nắc nhà xếp lại coi dù ai nở lâu kê ai nhà kín lại bầu mi lũ dù nặng ai em mù ma bết cây nhà tành lại tô khóc mò chi bay bên lũ vươn gió lũ vua chờ ai em há cơn há cũng khổ lại ai sao chàng xưa chưa ngờ lũ xú vua bắc khen bắc có em lắc khai trong xứ hờ lu gian phú gian già lũ ngài lũ chờ ai em lu bầy hươn phùa lu phùa chờ ai em há cơn há cũng khổ lại ai sao chẳng xưa chưa ngờ lu xú phùa bắc khen bắc có em lắc khai trong xứ hờ lu gian phú gian già lu ngài lu nhìn em lâu lầy lũ bao lầy ngoài nà lên
coi bướng lẻ cằn muôn trời phú già chiếm chờ ai em lùi về thiên phú muôn trời phú già chiếm chờ ai sao chàng sư trương hở lu xu vua bắc khen bắc có em lạc khai trong sư hở lu
chào đón toàn thể quý vị quan khách, khách quý đã cùng trở về với đây để cùng chúc mừng cho sự kiện lễ vô quy của cô dâu xinh đẹp Thùy Sinh sẽ sánh duyên cùng với chú rể Lò Bình tại bản trai căn xã Đường Phân của chúng ta trong buổi hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép tôi MC Quang Minh và bạn dẫn của tôi là MC Tiết Mai đến từ Quỳnh Hương Thuận Châu xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời kính chào trân trọng, nồng nhiệt và thân thương nhất. Cảm ơn kính thưa toàn thể quý vị. Và đúng là yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông anh cũng lội mà mấy đèo anh cũng qua. Yêu nhau thì chẳng quản đường xa, cho dù bão táp phong ba thì anh cũng vẫn sẽ liều. Yêu và được yêu là niềm vinh hạnh lớn lao nhất của cuộc đời mỗi con người, và là điều thiêng liêng cao cả nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Đôi bạn trẻ của chúng tôi ngày hôm nay đây, sau một thời gian quen biết và tìm hiểu thì hai em đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình. Và chúng tôi không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng hoa của gia đình để cùng chào đón hai nhân vật quan trọng nhất, dạng ngày nhất, đó chính là cô dâu Thùy Sinh sẽ duyên cùng với chú rể Văn Bình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Hai em hãy cùng tay trong tay bước lên trung tâm sân khấu để diễn tiến cùng toàn thể quý vị đi ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị, sau một năm mong mỏi và chờ đợi thì giờ đây cặp đôi nhân cô dâu xinh đẹp Thùy Sinh và chú rể Thảo Kiên là mình chúng ta đã đủ năm đủ ăn đủ ngày đủ cơm đủ gạo đủ lão làm vợ làm chồng, và hôm nay đôi bạn trẻ chúng ta đã cùng tay trong tay được trở về sau các dịp kiến của toàn thể quý vị tại trung tâm sân khấu hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nước mắt về với trung tâm sân khấu để cùng chứng kiến cặp đôi lương, cặp đôi hạnh phúc nhất, hai gương mặt dạng người nhất của năm 2024. Xin được trân trọng giới thiệu chú rể Thảo Kiên là mình và cô dâu xinh đẹp Thùy Sinh. Và một lần nữa quý vị chúng ta hãy dành ra 50 tỷ đồng và những tràng tay để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ tới thưa quý vị. Cảm ơn kính thưa toàn thể quý vị. Chúng ta thường có câu nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, hay trời lồng lộng không phủ tím công cha. Tên tạo sống hôn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm chăn đầy cha che chở để con cùng chung chia niềm vui niềm hạnh phúc. Có nhận được ngày trọng đại như ngày hôm nay, không thể không kể đến những công lao dưỡng dục sinh thành vô bờ bến của những bậc làm cha làm mẹ, đúng không ạ? Dạ vâng, cùng chung niềm vui niềm hạnh phúc với cô chú rể chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện phía họ nhà gái có bố Lò Văn Phản, mẹ cả Thị Minh. Hai bác hãy cùng tay trong tay bước lên trung tâm sân khấu tình yêu để đứng cạnh người con gái yêu quý của mình trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời về với trung tâm sân khấu cùng với hai con yêu quý của mình với phái đoàn của họ nhà trai. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lò Văn Hỏa và mẹ Bà Thị Lẻ, đó chính là thân sinh phụ mẫu của cô dâu. Và một lần nữa thì quý vị hồi hôm chúng ta hãy dành ra một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào đón hai bên gia đình. Vâng, và những người làm chương trình chúng tôi đã nhận thấy được rằng trên khuôn mặt của những người làm cha làm mẹ, bởi vì họ đã có một cú xếp và mang theo niềm hãnh diện khi đã có trách hoàn thành trách nhiệm với con lớn theo thời gian, và để hôm nay bỗng bỏ những cánh tay bé bỏng qua thường ngày nào để đi xây dựng một mái ấm riêng. Và đã hiện diện trên tâm sân khấu này đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị một đại gia đình vô cùng hạnh phúc, một đại gia đình vô cùng tuyệt vời của chúng ta trong buổi tối hôm nay tại bản trai căn, đó chính là hai bên gia đình bố mẹ, hai bên đồng ngoại của chú rể và cô dâu. Và để thay cho lời chào đến toàn thể quý vị, lời cảm ơn đến toàn thể quý vị toàn khách, xin được trân trọng kính mời các bạn trẻ và bốn bác hai bên gia đình chúng ta hãy cùng kết hợp cùng với Tuyết Mai và Quang Minh hãy cùng cúi một cúi từ sâu thay cho lời cảm ơn. Xin mời vâng quý vị chúng ta hãy cùng nhau nồng tràng tay để cùng chúc mừng cho đại gia đình chúng tôi một lần nữa thưa quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị hiện diện tại trung tâm sân khấu ngay lúc này đây, đó chính là một đại gia đình hạnh phúc. Nhà gái thì hân hoan mừng rể mới, nhà trai hấn hở đón dâu về, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Chú rể của chúng tôi ngày hôm nay đây hết sức đẹp trai và phong độ, cô dâu của chúng tôi cũng không kém phần long trọng, đúng không quý vị ơi? Quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục ngồi ăn ngồi uống và cùng hướng ánh mắt của mình lên trung tâm sân khấu tình yêu để tiếp tục chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là hồ không xem thì hồ sống phẳng lặng, mà xem không hồ thì xem sống làm sao. Núi kia ai đắp mà cao, sông kia biển đỏ ai đào mà sâu, sông kia ta ai kéo bắt cầu, cho tình duyên được đời không khai.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay nhận được vun đắp của hai bên gia đình, nhận được sự đồng tình của chính quyền địa phương của hai tỉnh Sơn La và Điện Biên đã cho phép đôi bạn trẻ hôm nay được kết hôn nên duyên vợ thành chồng, và đặc biệt là luyện quyết định hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay vào đúng hồi 11:30 thứ bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024, tức ngày 10 tháng 5 năm Giáp Thìn, tại tư gia các phòng tiệc cưới họ nhà gái chúng tôi tại bản Trai Căn, xã Mường Phăng. Thì giờ này có đẹp quý vị, chúng ta phải đợi chờ từ phút nào nữa. Tuyết Mai ơi, chúng ta hãy cùng trịnh trọng tuyên bố bắt đầu thắm đượm từ đây trao xuân mới của cặp đôi nương cô dâu xinh đẹp Thùy Sinh và chú rể Thảo Hiền Lò Bình. Lò Bình Thùy Sinh xin phép chính thức được bắt đầu. Và quý vị, chúng ta hãy dành thêm 100 tỷ đồng với những tay vỗ tay thật lớn và rộn rã để chúc mừng nhé. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, tiếng pháo của chúng tôi đã nổ ra, báo hiệu rằng buổi lễ vu quy của đôi bạn trẻ chúng tôi đã chính thức được bắt đầu rồi. Và quả đúng là một năm thì bắt đầu bằng mùa xuân, và tình yêu thì bắt đầu từ tuổi trẻ. Bao công năm đợi tháng chờ là đây, cô dâu tình thân xưa rất đầy, chú rể mới bao la tình biển cả. Mấy ngày nào hai bạn còn xa lạ, mà ngày hôm nay đây đã nên vợ thành chồng. Đúng là khéo khen ai cắt chữ đồng, chứ vợ nằm dưới chữ chồng nằm trên, đúng không ạ? Và ngày hôm nay đây đã thỏa lòng mong ước của đôi bạn trẻ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, và rằng người trên khuôn mặt của những bậc làm cha làm mẹ, đúng không ạ? Và sau đây để tỏ lòng tình thân của hai bên gia đình, thì xin trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta hãy cùng tiến về phía bên trước một bước, và chúng ta dành cho nhau một cái bắt tay thật nồng ấm, được không ạ? Với sự đồng hành của trung tâm nhiếp ảnh gia nhà của phim Mạnh Quỳnh Tây Bắc đến từ quê hương Sơn La, xin được trân trọng kính mời anh hãy bắt chọn khoảnh khắc cho gia đình chúng ta trong buổi trưa hôm nay, và xin được kính chúc cho hai bên gia đình sẽ bền chặt với mối tình thương gia của hai bên gia đình sẽ là cây đa cây đề để cho các cháu được tỏa bóng mát sung sướng của các ông các bà, và một lần nữa xin được chúc mừng cho hai bên gia đình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và hôm nay trở về với quê hương Mường Phăng thì những người làm chương trình chúng tôi hôm nay cũng đã nhận được một sự ủy quyền rất cao cả đến từ bốn bác hai bên gia đình để có những đôi câu phát biểu bằng tiếng Thái thay cho lời cảm ơn đến từ hai bên gia đình dành cho quý vị. Và nên mong quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần phát biểu tiếng Thái qua phần phát biểu của MC Quang Minh. Xin quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Xin phong mẹ đờ, có đốt khe xúc khỏi thác bà đuồn, ta thường trình sợ lệ tạc lệ trao ảo ả bản lúc bàn cù mối xuống chung phủ đại khôn. Còn chơi chết tố xúc khỏi sọ phép lúc đời trường phủ trà bàn, sọ phép lúc bí thường phủ trà quảng, phủ sàng bản trang tánh làm hương, phủ trang phá cốt dường chứng chưa dần mất ngất thịt sườn, sọ phép với người trang dòng sẽ nửa cơ mẹ đắc tiền, sọ phép hai thành niên tuổi xếp bét đằng sau, tuổi sau phì đằng mà phong nồng nung tuổi xếp hả làng dấu hương trương. Trên tiếng lại phong mẹ phì nồng sườn, có cái ngủ việc cái đồng ở chỗ đồi phố nha anh đàn bia vào sức lửa thang sĩ phong tòng tàn phòng chủ quân hô tinh cánh điểm vào trùng cánh phủ quân nừng cùng tại bắc hồ riêng sức ngại phú em già hoa qua ải phú em già có mấy lụt chay ải tài em nay có mấy lụt ninh sòng nòng hoa qua còn nhớ lòng cục lại à nhớ lòng là già nay lúc bà mà lòng là gửi ý lại hơn nhớ hôm trước ép sửa lại hồng khăn đi xuống xếp bét tuổi phì phà mà nhớ chồng sao nhưng cái chẳng sức phiền sao trái cái chẳng sao phiền báo có chẳng hô sáu chu lại bàn tản chu hoặc đại mương thắm mà sòng nòng hoa qua cái sòng cánh ba hiệp bớt chư chu bất tà bất chư xà bất thứ mưa ái sòn xin gà sò gò trắng lẻ phò cằn nặng lấp ép thân trương sườn cằn nặng thang tầy nghĩa vụ các bà mở pì nào ngay hay đi sò lẻ quan chu đều có chẳng cất xu ảo lẻ quan báo cái quan xào có chẳng cất xu em tới ngày phù pì nải pì em pì cú pì ra pì tà pì nai sòn chu hơn có chẳng cái cua hở bay cắt theo cừng ủng dưa sầu ở trên lưu trên tàu tấm hoa một sương hoặc sân tàu mì cò hà lệ mưa lì vết chân mưa sàn vết chép mưa đẹp chắc ngắm kỳ trên bờ mà có mưa hơn tánh tàng đỏ mà được vừa mía thì sinh cánh và lò bình lại bền của vừa mía bất bu xuống đời khai đi xuống khỏi còn có mít quát sàn gần xưa cò sò chúc hở đời vừa mía nón cầm đèn sứt na đèn phá mặn hoặc cần phần phần đây đây sò chúc hở phú gia tà nát sòng chưa hơn lớn trước thì kịp bà mát cái đầu thầu kém mẩn dưng kịp hay lùi lên tàu phải lắc lát tàn lốt đuôi tàu mới tăng sảng hình kích mừng thứ sò mắt nói khởi sò có cả người họp cò mè bị đồng hâu mới đi xuống lại huyền lại xã lại bản lại ba khảm lại của cả lại tăng ngủ hôm trong mưng bao lùi toàn làn đầy kịp khẩu trái ngã chẹp trong mưng hạnh phúc ở sò của mía thì sinh cánh ba lò bình các bà mới anh đi xuống lại còn bảo mấy quan sảng gần xưa sò chúng ở phương hải phương em phủ trên bề bản vẫn chờ bàn phủ trên phía mưng đứng chờ phù phủ cả tháng ca lệ ế màn không phủ xuống lòng xuống nam mới phà từ màu phủ huy mới phơi gió lại phơi phủ chờ bàn có lại đàn bó phong nghe nu anh đi xin phì phải nhắm mấy đồ nào sao phì phải nhắm mấy đồ say nhưng mấy cụ sáng ngày ba chờ khổng ngốc và cỡ sáng ảo sáng khăn giữa hai đường xa vì mấy lớp ba mẹ cho phụ chúng con lên đây.
dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, lời phát biểu thay sự ủy quyền của hai bên gia đình đến từ MC Quang Minh hết sức tuyệt vời được không quý vị ơi. Và sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng tạm đặt tay đũa của mình xuống và tiếp tục hướng những ánh mắt của mình lên trung tâm sân khấu tình yêu để tiếp tục chứng kiến những nghi lễ, những nghi thức tuyệt vời nhất của đôi bạn trẻ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và để có những giây phút thật sự trọn vẹn cùng với hai bạn trẻ trong buổi hôm nay, với sự chứng kiến của toàn thể quý vị, chúng ta hôm nay đã làm nên những giây phút trang trọng lịch sử và ân tình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng chứng kiến những giây phút thật sự trọn vẹn của đôi bạn trẻ. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời Thùy Sinh ơi và Lò Bình ơi, hai bạn chúng ta sẽ bước tiến lên sân khấu hai bước để chúng ta cùng trao nhau cặp nhấn yêu thương, một kỷ vật thiêng liêng sẽ là một điều minh chứng để hai bạn sẽ cùng chung tay xây dựng một cuộc sống hôn nhân với tình yêu viên mãn trong tương lai. Xin được trân trọng kính mời hai em. Rồi và kính thưa quý vị, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm dừng lại, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Và những kỷ vật thiêng liêng mà chú rể rút ra trao gửi cho người vợ yêu quý của mình, đây chính là một điều minh chứng để qua thế kỷ này đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng gắn chặt một tình yêu viên mãn đến tận răng long đầu bạc. Xin được trân trọng kính mời, với sức thể hiện thật lãng mạn của mình, xin được trân trọng kính mời chú rể hãy cùng trao cho cô dâu cặp nhẫn yêu thương của mình, và xin mời cô dâu sẽ trao cho người chồng yêu quý của mình với những kỷ vật thiêng liêng này. Xin được trân trọng kính mời. Yêu là một ngày hết sức tuyệt vời cho các quý vị ai, chúng ta hãy nở ra một tràng vỗ tay thật lớn nào quý vị ơi. Thưa quý vị, ngày xưa không có những chiếc nhẫn vàng nhẫn bạc như bây giờ đâu ạ, chỉ có những chiếc nhẫn cỏ đang lại trao nhau mà thôi, nhưng trong đó chứa chan cả niềm yêu thương, cả niềm hạnh phúc. Ngày xưa thì nhẫn cỏ cho tay, bây giờ vàng bạc chất đầy lòng trang. Nhẫn này vừa mới bóc tem vàng 4 có 9 đính kèm kim cương, và tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng chảy mãi đến tận răng long. Các bạn xin được kính chúc cho hai em, và ngay giờ phút ở đây xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta hãy lùi lại vị trí của mình nha. Kính thưa quý vị, và để cùng có những giây phút được dọn dẹp trong ngang buổi trường hôm nay cho hai con yêu quý của mình, hai bên nội ngoại gia đình đã trở về đây để sum họp tại sân khấu. Và để cùng có những giây phút được trọn vẹn trong buổi trường hôm nay cho hai con yêu quý của mình, xin được trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta hãy cùng trở về với con yêu quý của mình. Đó chính là những món quà vô cùng quý báu và tuyệt vời nhất trong buổi trường hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu, đó chính là một món quà hết sức ý nghĩa và tuyệt vời của bố mẹ cô dâu sẽ trao gửi người con yêu quý của mình. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ sẽ trao món quà của mình cho con gái yêu. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu hãy trao những món quà mà mình ấp ủ bấy lâu nay, mình chắc chưa dành được bấy lâu nay để cho hai con yêu có hành trang bước vào trong cuộc sống ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, bên cạnh những món quà vô cùng ấm áp và yêu thương của những người mẹ, người bố yêu quý của cô dâu, thì chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời về với trung tâm sân khấu, đó chính là một món quà hết sức tuyệt vời. Và đó chính là một món quà đã ấp ủ từ mấy năm nay đến từ gia đình anh chị cô dâu, sẽ bước tiến về với sân khấu để cùng trao gửi tình cảm ấm áp và yêu thương của mình cho em của mình. Xin được trân trọng kính mời anh chị của cô dâu ạ. Dạ vâng. Và cùng tiếp cận trung tâm sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời món quà tiếp theo, món quà đến từ gia đình ông Dũng Hạng ạ. Chúng ta hãy cùng tiếp cận trung tâm sân khấu tình yêu để cho những món quà hết sức tuyệt vời, hết sức ý nghĩa dành cho hai con yêu, cháu yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Quý vị thân mến, và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu về với trung tâm sân khấu, đó chính là một món quà hết sức ý nghĩa và tuyệt vời, một món quà đến từ gia đình anh Trung Sáng sẽ trở về cùng với hai em yêu quý của mình tại trung tâm sân khấu này đây. Với sự chứng kiến của toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt về với trung tâm sân khấu để chúng ta cùng chúc mừng cho gia đình chúng ta nha. Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời gia đình em Triển sẽ bước lên sân khấu để trao gửi tình cảm của mình cho anh chị trong ngày sự kiện trọng đại lễ vô quy hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và món quà tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời gia đình cậu Tôn Hảo, gia đình cậu Dương Kim, chúng ta hãy cùng tiếp cận trung tâm sân khấu tình yêu để trao những món quà hết sức ý nghĩa cho hai cháu yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời với món quà hết sức đặc biệt trong buổi trưa hôm nay để cùng trở về cùng với ngày sự kiện trọng đại của hai cháu yêu quý của mình. Xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Toản Anh sẽ bước lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời đại gia đình. Dạ vâng, xin trân trọng kính mời tất cả những món quà mà ban tổ chức chương trình chúng tôi vừa thông qua, hãy cùng tiếp cận trung tâm sân khấu tình yêu để trao những món quà hết sức tuyệt vời để làm hành trang cho hai con, hai cháu yêu của mình
trong buổi trưa ngày hôm nay để bước vào cuộc sống cũng như là tương lai bền vững hơn ạ. Dạ vâng, xin được gửi lời cho hai con yêu, xin được cảm ơn những tình cảm hết sức tuyệt vời đến từ bố mẹ. Kính chúc cho bố mẹ sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống của mình. Vâng, xin được kính chúc cho các cậu, các mợ, các ông, các bà sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống của mình ạ. Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời với món quà hết sức đặc biệt và ý nghĩa hơn trong buổi tối hôm nay, đó chính là một món quà hết sức đặc biệt đến từ anh chị của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời anh chị của cô dâu sẽ bước lên sân khấu để trao gửi tình cảm ấm áp của mình để cho hai em yêu của mình trong ngày vui ngày sự kiện tròn này hôm nay có được những giây phút sự tròn vẹn với những món quà của mình đã ấp ủ từ mấy năm nay. Dạ vâng, cũng xin được thay mặt cho đôi bạn trẻ Lò Bình và cô dâu xinh đẹp và Thùy Sinh xin được kính chúc cho toàn thể đại gia đình chúng ta sẽ luôn luôn vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn và con trong lý tưởng trưởng thành trong mọi lĩnh vực, và kính chúc toàn thể đại gia đình chúng ta sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng chúc mừng và cảm ơn. Dạ vâng, toàn thể quý vị phía bên dưới chúng ta hãy cùng tạm đặt bên đũa của mình xuống và cùng nổ ra những tràng vỗ tay thật lớn nữa quý vị ơi. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời hai bạn của cô dâu, đó chính là một món quà rất thắm thiết tình cảm giữa tình bạn của cô dâu dành cho cô dâu hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai bạn của cô dâu sẽ bước lên sân khấu đi ạ. Chiếc khách này của mẹ Pina Mục Sường mình đi khắp bàn đầu đời của Mia Thùy Sinh cánh ba Lò Bình phụ bên ải bên em bên phú bên già bên tà bên nay bên sĩ khu ban bả lúc mặt cù múa xuống đò mít trường lành giành hụt có về sống bóng bóng khá ở đời của mấy nóm phải tánh nhất là rào khai nị xúc khởi cậu có biết không sở ngần xưa sò chúc khởi đời của mấy nóm đang nào được của mấy nóm có sò chúc khởi thay ngân hô lớp chất hảo hẳn khăn lành số đi sức lục yển phát triển sức tả bên thu tiền sức là bó lớp chất triển sức bờ sức nhờ tôi đã mở ba mẹ dục tái tờ dục hô ẩu cắt tốt mưa trở phòn vậy cho mang hưởng cho dân xúc khởi nếp ba mẹ nữa để cho ba mẹ khi nào cái này của trung tâm nhiếp ảnh gia nhà quay phim Mạnh Quỳnh Tây Bắc đến từ quê hương Sơn La. Xin được xin chào anh, hãy lưu chọn bắt chọn khoảnh khắc của đại gia đình của quý thể và cô dâu trong buổi hôm nay. Dạ vâng, và xin chân trọng kính mời gia đình anh chị chúng ta đã cùng tặng quà xong, chúng ta sẽ cùng tạm thời đặt những bó hoa của mình xuống trên sân khấu để chúng ta cùng thực hiện với những nghi thức rất ý nghĩa và quan trọng trong buổi hôm nay. Đó chính là để chứng kiến chú rể và cô dâu sẽ cùng rót rượu và cắt bánh trong buổi trưa hôm nay để cùng chia bùi rẻ ngọt, để nếm trải những đau thương và những vượt qua những đau thương và nếm trải những mùi ngọt tình yêu trong tương lai, thì chú rể sẽ liệt kề vai sát cánh bên nhau để cùng chung tay xây dựng một mái ấm riêng cho mình. Xin được trân trọng kính mời Thùy Sinh ơi và Lò Bình ơi, hai em hãy nắm chặt tay nhau và đều nụ cười thật tươi tiến bước về với bàn tiệc long trọng, đó chính là chiếc bánh gato tình yêu để hai bạn chúng ta sẽ cùng minh chứng rằng đây chính là một ngôi nhà để chúng ta sẽ cùng chia mùi sài gòn dẫu có buồn vui hay đau khổ trong cuộc sống tương lai của mình. Hai em sẽ cùng nguyện kể vai sát cánh các em nhé. Xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ cùng bước tiến về bên chiếc bánh tình yêu, đó chính là chiếc bánh gato. Chúng ta hãy dành ra ba đường để chúng ta cùng tượng trưng cho ba đường công thành sự nghiệp và đường báo hiếu, và để có những niềm vui sẽ có được một cô công chúa và một để chúng ta sẽ dành ra ba đường để chúng ta cùng những điều đó. Xin được trân trọng kính mời em. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt trong cuộc sống, tuy nhiên hai bạn trẻ chúng ta cùng phải cùng nhau vun đắp và chia sẻ ngọt bùi thì mới có thể hạnh phúc lâu dài được, đúng không ạ? Vâng, hai bạn đã hành trình cùng nhau tiếp tục cắt những chiếc bánh của mình đầu tiên, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, đúng không ạ quý vị ơi? Dạ vâng, và để nối tiếp chương trình xin được trân trọng kính mời chú rể và các dâu sẽ đến với những giây phút trọn vẹn hơn, đó chính là để cùng minh chứng, cùng chúng ta xây dựng đắp một cuộc sống hôn nhân, một gia đình nho nhỏ của mình trong tương lai thật ấm êm và hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời anh em hãy cùng lời đầu tiên thật tươi một lần nữa, hãy cùng nắm chặt tay nhau bước tiến về bên chiếc tháp lên tình yêu để chúng ta cùng chai rượu champagne phóng lên chiếc tháp lên tình yêu để chúng ta cùng lan tỏa những làn khói nghi ngút và những dòng rượu hồng sẽ cùng hòa quyện với những dòng rượu hồng này. Xin được trân trọng kính mời anh em. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, rượu được ví như nước và mật ngọt, nước để tưới tiêu cho tình yêu và mật ngọt để tô điểm cho cuộc sống mai sau. Chú rể hãy dùng hết sức của mình bật nắp chai champagne và chúng ta cùng tay trong tay với cô dâu dắt lên tháp ly tình yêu đi ạ. Anh hãy bật nắp có giỏ ở bên ngoài trước anh ơi. Vâng, đúng rồi ạ, giỏ thép ở bên ngoài ấy ạ.
Dạ vâng, với lần lượt hết sức tâm hậu của chú rể đã quyết ra chiều song banh đầu tiên của mình, xin được trân trọng kính mời hai anh chị chúng ta sẽ cùng chung tay xót xuống khắp. Dạ vâng, quả đúng là diệu hồng kết nghĩa phu thê, tình duyên thắm trọn ta về bên nhau, cùng chung bước đến mai xa, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu, đúng không ạ? Vâng, những giọt diệu hồng đang được chảy xiết trên những mảnh xương lông anh, thể hiện tình cảm của đôi bạn trẻ hết sức lồng cháy và mãnh liệt, đúng không quý vị ơi? Chúng ta hãy nở ra những tràng vỗ tay thật lớn nữa, đúng không quý vị ơi? Này, để chúng ta cùng tỏ lòng tình yêu và chén rượu chung diện nhớ giữa tình nghĩa bố mẹ với cùng nghĩa sinh thành của mình, xin được trân trọng chúc em. Ba phần còn lại hai em hãy cùng tiếp tục dắt lên tham ly tình yêu đi ạ. Ngày xưa cha đã yêu mẹ con thế nào, cảm ơn em hết sức thật mời được không quý vị ơi, những tình cảm mà bấy lâu nay ấp ủ thì ngày hôm nay đây gói gọn tại trung tâm sân khấu lúc này đây, đúng không quý vị ơi? Tình cảm của cô dâu chú rể hết sức tuyệt vời, hết sức hạnh phúc và ấm áp trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách, đúng không ạ? Vâng, ngay sau đây xin được chào kính mời hai em chúng ta hãy cùng tạm thời nâng lên hai ly của mình trước đi ạ, và sẽ cùng về với trung tâm sân khấu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi tình yêu. Xin được chào chúng em. Dạ vâng, kính thưa toàn thể chú vị, chú rể có thỏ thẻ ở bên tay của cô dâu rằng em à, em như một chén rượu đầy, việc anh chưa nhấp mà lòng đã say, nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống để say suốt cả cuộc đời, và sau đây để say suốt cả cuộc đời xin mời hai em hãy hướng mặt vào nhau đi ạ, và chúng ta cùng bắt tay để thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta hãy cùng ngốc với nhau, uống với nhau, say sức khỏe của đời mình với chén rượu giao bôi tình yêu này, xin mời. Vâng, những tràng vỗ tay là thật lớn thật đặc biệt từ quý vị đâu hết ra quý vị ơi. Vâng, xin được kính chúc cho hai em trong năm tình viên mãn, bắt đầu yêu thề với tình yêu son sắt bền chặt đến trăm năm đầu bạc. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ cùng nâng hai ly của mình lên, cô dâu sẽ nâng hai ly và chú rể sẽ nâng hai ly, sẽ ưu tiên cho bố mẹ chồng yêu quý và người bố mẹ vợ yêu quý của mình. Xin được trân trọng kính mời cô dâu sẽ dâng cho bố mẹ chồng và chú rể sẽ dâng lên bố mẹ bên nhà ngoại ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và đúng là con cha thì như núi Thái Sơn, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thưa mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu thì mới là đạo con, để cùng tỏ lòng kính hiếu đến công nghĩa chân thành công an giáo dục trời địa của các bố các mẹ. Xin được trân trọng kính mời chú rể và con dâu chúng ta sẽ cùng lên tới hai bên gia đình đi ạ. Dạ vâng, xin được kính chúc cho tình thông gia của chúng ta luôn luôn keo sơn bền chặt, và kính chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Dạ vâng, trước khi tại gia đình chúng ta sẽ di chuyển về phía bên dưới thì Quang Minh xin được cùng với quý vị sẽ chung chia niềm vui niềm hạnh phúc này cùng với gia đình chúng tôi. Quý vị có thể rót ra những dòng rượu thật nồng ấm trên ly rượu của mình để chúng ta cùng chung chia niềm vui với gia đình chúng ta được không quý vị ơi? Xin được bố mẹ nồng muôn mừng hai áo chén lẩu cỏ hoàng bày, chúc mừng hạnh phúc gần sòng phải, chúc hết cánh và sòng cùng biết đó mà niềm ấm bố mẹ hô nhớ chén lẩu nhớ thật mát dân thật mát tăng trung tâm dân khấu ở trong phấn khởi chén lẩu chép muôn hòa mừng đất bố mẹ nữa. Dạ vâng, Quang Minh sẽ là nhịp cầu đối để kết thúc cho toàn thể quý vị để chúng ta sẽ cùng xô thật to chúc mừng quý vị nhá. Dạ vâng, đại gia đình chúng ta đã sẵn sàng lên chưa? Đại gia đình mình ơi, chương trình lễ hội của đôi bạn trẻ đã được diễn ra trong khung giờ vàng dự kiến mà gia đình đã chọn ra trong buổi hôm nay. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta và đại gia đình chúng ta hãy cùng di chuyển về phía bên dưới để chúng ta cùng mời những vị khách quý của mình trong buổi hôm nay đã cùng có chút thời gian trở về cùng chúc chia niềm vui niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Xin được chúc mừng cho gia đình chúng ta sẽ luôn luôn keo sơn bền chặt, quyết định thông gia hai bên gia đình, và xin được kính chúc cho hai em sẽ luôn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê.